Kính chào quý vị khán giả, lại một tuần nữa trôi qua thật là nhanh và chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Chuyên gia nói. Sách truyền thống bây giờ trở thành một trong những lựa chọn, chứ không còn là cái cổng gần như duy nhất của thời chúng tôi nữa. Thì rõ ràng các bạn thấy 40 năm qua có sự thay đổi lớn. Cuốn sách mà nằm trong kho của mình, cuốn sách mà nằm trên kệ sách ở nhà sách thì cuốn sách đó chưa có giá trị gì cả. Cuốn sách nó thực sự chỉ phát huy giá trị khi nó nằm trên tay bạn đọc.